hành thiền có giới hạn giờ hay không á. Như sư nói rồi, quý vị hành thiền làm ơn dẹp cái đồng hồ qua một bên. Dẹp bất kỳ một cái gì mà nó có tác dụng là định đặt thời gian, dẹp qua một bên. Bởi vì khi quý vị đã định đặt thời gian á, thì cái giờ hành thiền của quý vị là cái giờ trong đồng hồ. Cái tâm tham sẽ ngóng, nó sẽ quấy rầy quý vị. Và lúc bây giờ quý vị sẽ không có hành thiền được nha. Cho nên khi hành thiền làm ơn làm phước dẹp đồng hồ qua một bên, hoặc bất kỳ một cái công cụ gì giúp cho quý vị định đặt thời gian, hoặc là ngay cả cái chuyện là nhờ ai đó, nhờ bạn đồng tu là tiếng đồng hồ sao khều tôi thì dẹp luôn. Tức là bất kỳ cái gì mà nó có tác dụng là nó tạo một cái cột mốc thời gian đó, dẹp. Cứ hành thiền. Cái việc của vị hành thiền nó không đơn giản chỉ giới hạn ở một cái oai nghi ngồi, mà quý vị phải hành thiền ở trong tất cả các oai nghi. Tức là ngồi đau chân không ngồi được nữa, vẫn tiếp tục đề mục thiền của quý vị đó, tiếp tục tập trung vào nó, thay đổi oai nghi, đứng dậy đi. Thậm chí ngay cả việc quý vị ăn uống, nhai, nếm, tiêu, tiểu cũng vẫn tiếp tục tập trung vào đề mục thiền của quý vị, cho đến lúc vào phòng, lên giường, nhắm mắt lại thì vẫn tiếp tục tập trung vào đề mục thiền, cho đến khi nào đó quý vị ngủ quên thì thôi nha. Đó mới là một cái thái độ hành thiền đúng đắn. Chứ còn hành thiền mà còn tính giờ thì xin thưa là mình chỉ cái kiểu gieo duyên chơi cho vui để mong cái phước đó đời sau con hành thiền dễ hơn tí xíu, mặc dù đời nay là con không có muốn hành thiền cho nó nghiêm túc, cái kiểu đó thì chịu thua.